Tiếp tục chuỗi hoằng pháp tại các trường hạ, trong khu vực nhân mùa an cư kiết hạ, Phật lịch 2567, ngày 29 tháng 7 năm 2023, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế đã thân lâm đến các hạ trường, Chùa Bửu Quang, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chùa Pháp Thành, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm tu học, hành trì đến chư tôn thiền đức đang cộng trú an cư tại các trú xứ. Tháp tùng chuyến hoằng pháp đến các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ, có đại diện ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ, cùng đông đảo quý Phật tử, thiện tín nam nữ trong và ngoài thành phố. Bằng kinh nghiệm hành đạo gần 3 thập niên, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã gợi mở nhiều ý niệm quan trọng gắn liền với đời sống tu học của một sứ giả Như Lai. Từ đây, kiến tạo nên những chất liệu pháp vị làm tư lương cho đời sống của người tu sĩ. Cũng tại các buổi pháp giảng, Thượng tọa đã dành thời gian chia sẻ đến Tăng Ni nhiều nội dung liên quan vấn đề tu học và hành đạo. Qua đó, mở ra các nút thắt sai lầm, định hướng lộ trình trở thành bậc thầy tâm linh, dẫn dắt tha nhân tiến tu giải thoát. Nhân chuyến đi này, tập thể thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ, đã phát tâm dâng cúng tịnh Phật, tịnh tài lên hiện tiền chư tôn đức an cư tại các điểm đến. Với tinh thần hộ trì chánh pháp và phụng sự tam bảo, chuyến cúng dường trường hạ của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dịp này đã tô đậm hơn nữa tấm lòng và trách nhiệm của hàng Phật tử tại gia đối với chư tôn đức Tăng Ni đang thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh trong 3 tháng an cư mùa mưa theo luật chế.